Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nhăm nhe chiếm biển Đông, Trung Quốc cùng lúc ăn bốn gậy. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ cùng đồng nhiệm là ba quốc gia đồng minh trong nhóm bộ tứ có cuộc hội đàm tại Nhật Bản nhằm thảo luận về mối đe dọa gia tăng từ Trung Quốc và các chiến lược đối phó. Đây là cuộc hội đàm thứ hai của các ngoại trưởng bộ tứ gồm bốn quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Nhóm bộ tứ tổ chức cuộc hội đàm cấp cao ngoại trưởng lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2019 tại New York. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Ấn Độ Jamaka và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu và Ngoại trưởng Úc Mariza và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp gỡ tại Tokyo vào hôm 6 tháng 10 năm 2020. Cơ chế bộ tứ là tên gọi đầy đủ là đối thoại an ninh bốn bên với chủ trương xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do. Trong lời phát biểu trước khi hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao bộ tứ khởi sự, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không ngại đã dùng những từ ngữ nặng nề để tiếp tục đả phá và đả kích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, trong tư cách là đối tác trong bộ tứ, điều quan trọng là có tính quyết định hơn bao giờ hết là chúng ta phải hợp tác để bảo vệ nhân dân và đối tác của chúng ta không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác, bóc lột, tham nhũng và ức hiếp. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp, chúng ta đã chứng kiến các hành động đó ở Biển Đông, trên sông Mekong, dãy Himalap Sơn và biển Đài Loan. Truyền thông quốc tế nhận định Ngoại trưởng Mỹ đã nỗ lực huy động sự ủng hộ của các đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á để cổ vũ cho sự hợp tác sâu rộng hơn với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc và để xây dựng một thành trì chống lại ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Nikkei của Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói tới việc hợp thức hóa và xây dựng nới rộng bộ nhóm bộ tứ. Đây hình ảnh hội nghị ngoại trưởng bộ tứ gồm Mỹ, Nhật và Ấn Độ và Úc họp lần đầu tiên vào năm 2019 tại New York trong một khoảng thời gian diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Pompeo đã nói, một khi chúng ta đã định chế hóa những gì chúng ta đang làm, bốn nước đối tác trong bộ tứ chúng ta có thể khởi sự xây dựng một khung sườn an ninh thực sự, đề nghị các nước khác có thể đóng góp vào thời điểm thích hợp. Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang làm rung chuyển Nhà Trắng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và một loạt cộng sự bị nhiễm virus mà chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ đến Tokyo vẫn được duy trì đã cho thấy tầm quan trọng của cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng trong khuôn khổ bộ tứ này. Trong cuộc hội đàm, các nhà ngoại trưởng Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã thảo luận về hợp tác phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, an ninh trên biển và an ninh trên mạng. Ngoại trưởng Úc Mariza đã nói một cuộc chiến lược tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và sức ép đối với luật lệ đã làm nền tảng cho sự ổn định của khu vực có thể phương hại đến tiến trình hồi phục sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Liên quan tới các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, bà nói, các ngoại trưởng tái khẳng định rằng các nước không thể khẳng định tuyên bố chủ quyền hàng hải không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Trước chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ, Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga vào hôm 5 tháng 10 có phát biểu nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của quan hệ Mỹ và Nhật Bản và vai trò quan trọng của Bộ Tứ, nhưng đồng thời cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc xây dựng các quan hệ ổn định với các láng giềng bao gồm cả Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi và người đồng cấp Pháp Jans tại Paris vào hôm 1 tháng 10 năm 2020. Vào hồi đầu tháng 10, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi đã công du châu Âu và hội đàm với người đồng nhiệm Pháp Jens và đồng nhiệm Đức Heiko Maas. Tại Pháp, trong bữa ăn tối làm việc kéo dài 3 tiếng, hai ngoại trưởng Nhật Bản và Pháp đã nhất trí cùng hợp tác trên nhiều hồ sơ, đặc biệt là tăng cường hợp tác song phương tại vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương. Trong đó có việc thiết lập một khu vực tự do và rộng mở dựa trên nhà nước pháp quyền. Một chủ đề khác cũng được hai ngoại trưởng đề cập là thúc đẩy hợp tác an ninh, trong đó có các cuộc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Pháp, cũng như là vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Sau cùng là Ngoại trưởng James và người đồng nhiệm Nhật Bản cùng thống nhất phối hợp hành động để đối phó với khủng hoảng virus corona và chuẩn bị cho thế giới thời hậu Covid. Do Ngoại trưởng Đức đang phải cách ly với lý do đã tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19, nên Ngoại trưởng Nhật Bản đã hủy chuyến thăm Berlin và thực hiện hội đàm trực tuyến với người đồng nhiệm Đức từ Paris vào ngày 1 tháng 10.
hình thành một vùng Ấn Độ và Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng là điểm được hai ngoại trưởng Nhật và Đức nhấn mạnh. Giống như cuộc hội đàm với ngoại trưởng Pháp, hai ngoại trưởng Nhật Bản và Đức cũng đề cập đến chương trình phối hợp hành động vượt qua khủng hoảng thời hậu Covid. Quốc gia châu Á còn lại trong liên minh bộ tứ là Ấn Độ cũng không ngừng thắt chặt hợp tác với Mỹ. Đây là hình ảnh Ấn Độ và Mỹ bắt đầu cuộc đối thoại 2 cộng 2 đầu tiên giữa hai nước vào ngày 6 tháng 9 năm 2018 tại thủ đô New Delhi. Ngoài hội đàm cấp ngoại trưởng bộ tứ vào hôm 6 tháng 10 tại Tokyo, Ấn Độ và Hoa Kỳ còn có các cuộc gặp song phương dồn dập trong tháng 10 này, đặc biệt là đối thoại 2 cộng 2 lần thứ 3 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước dự kiến diễn ra vào ngày 26 đến 27 tháng 10 năm 2020. Đối thoại 2 cộng 2 Ấn Độ và Mỹ diễn ra vào đúng lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức hội nghị với 370 thành viên Ban chấp hành Trung ương và Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để xem xét những quyết định chính trị quan trọng cũng như kế hoạch 5 năm sắp tới. Nhân dịp đối thoại 2 cộng 2 này, Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ ký thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản liên quan đến hợp tác địa và không gian. Theo trang Hindustan Times vào ngày 5 tháng 10, việc ký kết hợp tác này là bước phát triển quan trọng cho phép Ấn Độ sử dụng bản đồ không gian địa lý toàn cầu của Mỹ để đánh giá độ chính xác của các loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Chương trình PK là thỏa thuận cuối cùng trong số 4 thỏa thuận thiết lập liên lạc quân sự và cho phép Ấn Độ mua máy bay không người lái của Mỹ như MQ-9B sử dụng dữ liệu không gian để tấn công mục tiêu của kẻ thù. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen cũng đã dự kiến đến New Delhi vào giữa tháng 10 để tăng cường các thỏa thuận hợp tác song phương. Ngày 2 tháng 10 vừa qua cũng đánh dấu một sự kiện lần đầu tiên phi cơ chiến đấu Mỹ tiếp liệu tại một căn cứ Ấn Độ. Sự việc diễn ra vào lúc quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng. Đây là hình ảnh quần đảo Andaman và Nicobar phía đông Ấn Độ, hình màu đỏ trong bản đồ gần Myanmar, là nơi có căn cứ quân sự chiến lược của Ấn Độ và cũng là căn cứ đầu tiên của Ấn Độ đón phi cơ Mỹ đáp để tiếp nhiên liệu hồi tháng 10 vừa qua. Phi cơ P-8 của Mỹ, chuyên săn tàu ngầm và trinh sát trên biển, đã hạ cánh để tiếp nhiên liệu tại căn cứ quân sự chiến lược của New Delhi tại quần đảo Andaman và Nicobar trên Ấn Độ Dương. Hoạt động tiếp liệu của phi cơ Mỹ diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận hỗ trợ hậu cần song phương ký kết vào năm 2016. Sau khi thỏa thuận này chính thức có hiệu lực từ năm 2017, các hoạt động hỗ trợ tiếp liệu song phương từng diễn ra một số lần, nhưng chỉ là trên biển. Mới đây nhất vào hồi tháng 9, một tàu chiến Ấn Độ đã được một tàu chở dầu Mỹ tiếp nhiên liệu. Theo các nhà quan sát, dù chỉ là một hoạt động tiếp nhiên liệu thông thường, nhưng sự hiện diện lần đầu tiên của một phi cơ chống tàu ngầm trinh sát của Mỹ tại căn cứ chiến lược của Ấn Độ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng hơn đến Trung Quốc. Ấn Độ hiện đang đặt quân đội, trong đó có lực lượng hải quân, trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Đối thủ New Delhi không ai khác, chính là Bắc Kinh. Quân đội Trung Quốc không chỉ đe dọa Ấn Độ tại vùng biên giới trên bộ phía Bắc, New Delhi coi việc hải quân Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Ấn Độ Dương cũng là một hiểm họa. Trong một diễn biến liên quan vào ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ Modi cùng nhiều quan chức chính phủ đã khánh thành đường hầm Atha dài 9,02 km nằm trên độ cao hơn 3.000 mét ở bang Himachal, giúp khẩn trương điều quân lên Ladakh, vùng biên giới đang có tranh chấp với Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, đường hầm Atha có tổng chi phí 400 triệu đô la, nằm trên một trong hai trục đường duy nhất dẫn đến vùng biên giới Dalak và có vai trò quan trọng trong chương trình cơ sở hạ tầng chiến lược của Ấn Độ. Trang Global Times, cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc, không phủ nhận tầm quan trọng trong thời bình của đường hầm này đối với Ấn Độ, nhưng cảnh báo là công trình sẽ không có lợi ích nào trong thời chiến, đặc biệt là nếu xảy ra xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vì quân đội Trung Quốc có khả năng sẽ vô hiệu hóa đường hầm này khi có chiến tranh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nhăm nhe chiếm Biển Đông, Trung Quốc cùng lúc ăn bốn gậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.